Chào các anh chị và các bạn à, bữa nay anh Bình làm cái bếp là mình nghe nói là có anh Quẹo qua phụ nữa à, cho nên sẵn mình chạy qua đây chơi với chị Hai luôn. Đứng thanh ngồi anh nằm nằm lăn lê bò lá. Em gửi món quà của chú Trực gửi cho anh 50 đô để anh có tiền anh mua sữa cho hai đứa nhỏ. Tưởng anh có tiền mua sữa anh uống. Em cảm ơn, cũng gửi lời cảm ơn anh chú Trực. Chúc chú Trực nhiều sức khỏe, may mắn. Không cho vừa lòng. Nó thiệt tình là được gì à, em dạ con cũng xin thay mặt anh Quẹo với cô Chính với lại chị Huệ cũng cảm ơn chú Trực món quà của chú Trực rất là nhiều. Chúc chú Trực có được dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nãy giờ đi kiếm chị Huệ chơi bên nhà chị Chi. Chị Chi là chị hồi xưa bán tiệm hồi lúc mà mình học cấp 1 á các bạn. Em không thiếu gì chị? Thiếu hả? Ba không có thiếu à, em không có thiếu chị. Ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi uống nước đi. Quên tiêu rồi ta. Em cưới ai? Cưới thằng gì đó. Không nhớ. Em nhớ thì quên mất tiêu rồi ta. Chị chơi đây lâu chưa chị Huệ? Cũng mới qua thôi. Ba hay là ba giờ tiếp quá. Thầy kêu ở nhà cái nó đục quá trời luôn. Hồi nãy em chạy nhà kiếm chị mà thôi, biết chị đây. Cái thôi em chạy lên đây chứ mất công chị chạy gấp về chị đi mệt nữa. Đi về thì cũng đi từ từ về. Bả nắng nóng nực lắm, cái nhức đầu là bả qua đây bả ngồi cho nó mát. Dạ. Ở bên đây mát nè. Em muốn luôn rồi. Ngồi cho nó đây cho nó khỏe, bả nhức đầu lắm. Bả nắng hát chịu nổi. Chiều chiều là qua đây ngồi chơi. Cho bớt nhức đầu. Lâu dữ lắm mà em mới gặp chị Chi nha. Giờ ở đây còn cưng đi làm mà tùm lum. Ngồi chơi mà. Mắt nó như người chính ra giật vậy. Ngồi chơi mắt giật vậy vậy là đúng rồi. Không phải, tại con nó bệnh á, cái con mắt nó giật. Tại chị tưởng đâu chị biết ai, lát. Ai kiếm chị mắt chị nó mắt giật. À, kiếm chị. Em kiếm nè. Em tới đây em gửi cho chị số tiền là 50 đô của chú Nguyễn Trung Trực ở nước ngoài, gửi cho chị, em gửi cho chị luôn. Em cũng xin thay mặt cho chị Huệ cảm ơn chú Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Em xin chúc chú được dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Cái chúc chú Mạnh ăn khá khá giả đi, không mất sức khỏe tại cho tiếp. Vậy chú Nguyễn Trung Trực. Cảm ơn chú Nguyễn Trung Trực để giúp đỡ cho số tiền để uống thuốc. Vậy cảm ơn chị, không biết nói gì hơn. Cảm ơn chương trình Mạnh Thường Quân rất nhiều. Xin chào các anh chị và các bạn. Bữa nay mình với Tiền đi xuống dưới kiếm nhà của cô Chính để mình đi gửi cho cô Chính một món quà. Thì món quà đó là gì thì xin mời các anh chị và các bạn cùng theo dõi nha. Ở bên đâu cô Chính? Ở nhà nó quá trời thấm.
hồi nãy á, con đi là con mẹ con dặn con á là đi xuống cái đường này nè, đi xuống cái đường bà xem. Dạ đúng rồi, đi xuống đường mà phải xem, xong rồi đi tới cuối đường con đi đại à, con đâu biết đâu. Tại với con không có gần. Cái con đi đại tính, cái con thấy cô Chính mà con không có biết ai, con thấy xa xa con nói là để chạy lại hỏi đường. Chạy lại là thấy cô Chính. Nãy giờ mà sáng giờ mượn cái bạc kia nó lóc nó vừa, lóc ba củi á. Chắc mưa tới là đi cự vừa thấy có mưa rồi, cái mưa nó có tầm. Cô Chính mượn ta hết luôn. Là cái gốc nó vừa với lại lợn vừa rồi. Của hai chị em được như đó, được như 101. Dạ. 101 vừa. Nay vừa như chục của Chính. Vừa đó nó cả 100, nó câu trăm nhiều lắm nữa. Mà 2,5 tháng vậy được như đó. Cái tay mỗi tháng mỗi nhiều lắm. Tại hôm nay trời nắng nó vừa treo trời. Vừa treo với nước mặn. Nó không có cái không. Đây là cô Chính ở xóm dưới của ấp của mình á, thì mình ở xóm trên, cô Chính ở xóm dưới. Để mình giới thiệu rõ hơn về cô Chính, tại vì nhiều bạn cũng không có biết rõ cô Chính. Cô Chính là đang bị ung thư. Ung thư bù giáp. Bù giáp. Dạ. Ngay đây nè các bạn. Thì mà cô Chính không có làm gì được hết trơn, tại vì giờ mệt. Mệt thì yếu. Giờ nằm đây nè. Không tao hỏi nó nói. Tại vì có nói em nó quậy quá rồi đó. Nó quậy từ đó rồi. Cô Chính không có làm gì mà cũng không có gia đình. Cũng không có chồng con gì hết. Thì bây giờ lại bị bệnh nữa. Cho nên là cũng đơn chiếc đó các bạn. Thì mà cô Chính vòng vòng đây cô Chính được như vừa cô Chính. Cô Chính có 11 cây nè. 11 cây dừa. Chị một tháng bẻ ăn gạo. Tháng trước nội có 30, 2 tháng trước có 30 rồi. Bữa nay giọng thằng em nó nhớ thì nó gom rồi nó bán vô cái bán thôi. Con nghe cô Chính nói là ngày 5 tháng 6 cô Chính đi. 5 tháng 6 cô Chính đi được thuốc. Con ổng cho con cho con đi bán như bán dừa. Thì em người nó cũng nghèo. Rồi ổng có phụ cô là chị hết trơn á. Con hổ của ổng đi chị em xứng thích cho ổng cũng xấu. Rồi con hổ anh về tới YouTube rồi không khó khăn là con đỡ cho cô. Ủa mà con Chính ví dụ mà vô hốt này có như tiền của Chính biết không? Cũng như năm tay này nè, năm tay tháng 6 nó vô một to là thấy người ta có bảo hiểm đó nha, mà vô 4 triệu mấy á, một lần á, một lần 4 triệu mấy, mà cô đang trả nó là nói một là dùng thuốc, hai là uống thuốc, nó cũng như là chu với nhất định á, hôm đó có uống viên thuốc 4 triệu hả, nhưng mà nó không có chuyển bảo hiểm lên á, cứ lên cảnh đi khám á, nó cho uống viên thuốc 4 triệu, mà một liệu trình nó nhiều lắm, nhiều lần lắm chứ không phải một lần. Không một lần, một lần trong đó mà hỏi là 4 triệu á. Rồi bắt đầu xong nó kêu cô Chính này nè, xin giấy chuyển viện. Xin giấy chuyển viện lên là nhập viện vô rồi. Nó xạ trị hay quá trị gì cũng không biết nữa. Cho biết cơ á. Dạ. Nên vậy con cảm thấy mà vậy mình phải ở trong bệnh viện đó nó. Chị thì chính là có một người chị Bảy nè. Chị Bảy chứ khờ dữ lắm. Lên cảnh bảo biết mình vô bệnh viện ông Bút đó. Rồi lên cảnh này mượn người ta trong cổng. Người ta có biết mình vô thuốc á. Mình mướn tiếng đồng hồ á, vô thuốc từ 30.000 tiếng đồng hồ. À có cái dịch vụ mà mình mướn người ta mà người ta coi giùm mình. Tôi cũng phải canh chừng. Mình đang vô thuốc người ta coi giùm mình. Rồi cái mình khỏe rồi gần chừng tiếng 2 tiếng nè. Bẻ xong thì mình ra xem mình gì á. Dạ. Hồi đó cha con cũng bị bệnh á, con biết, con cũng biết là tốn tiền dữ lắm. Mà lắm. Mệt dữ lắm, vô tổng á, mệt dữ lắm mà. Vô hút á. Mệt thật mà. Mà ổng uống mà, vô thuốc đó nó giật cô. Chóng mặt quá trời với em. Tại vì chưa không có nhập viện á.
cũng đốt xong rồi cũng dưới nhà trọ ở. Sáng ngày sau con mới về. Để bữa nào mà con giờ con chỉ cô không mà được, tại con biết chỗ có một chỗ là gần bệnh viện ung bướu mà người ta cả một cái căn nhà khoảng 3 lầu á, mà cái người ta ngăn phòng ra, người ta cho mình ở miễn phí luôn. Dạ, người ta cho mình ở từ thiện á, là không có tốn tiền, ở được mấy chục người vậy đó, người phòng phòng nhỏ 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 mà miễn phí, không có tốn tiền. Dạ, mà con biết đường thôi chứ con không biết địa chỉ, nó gần bệnh viện á. Đường nó nằm bên đây hay bên vậy? Dạ, đối cái đường đối đối diện bệnh viện mà gần lắm, mà phải như con có đi chung cô Chính á. Chính không dẫn cô đi là dễ lắm, mà bữa nào mình nếu mà cô Chính mà có đi mà có ở ở thì con chỉ cô Chính. Dạ. Chứ bữa nó ở cái nhà trọ đó một ngày một đêm thì 150. Cõi này thì miễn phí, mình tiết kiệm được gì mình tiết kiệm. Bữa nào á, ví dụ mà con ví dụ bữa đó mà cô Chính có đi á, cái con gọi hội con nói gì cho. Dạ. Gọi cho cô Chính cũng dễ tìm lắm, cũng không có khó tìm. Còn không mình hỏi người ta. Dạ. Lên trên cái đầu cái bận thận trên không có người thân á, vô hút có cái rậu đó con anh. Mà không làm cái chuyện gì. Với lại mình thấy nhiều người cũng giống mình á, mình cũng kiểu như mình cũng hơi sợ. Sợ. Thấy cái bà kia nó vô xuống chút xíu ra chết leo rồi nó tạm nghiệp quá trời luôn. Cũng lớn hơn cũng là 4 tuổi. Vô thuốc rồi cái chỉ là yếu quá, nó giật. Nó giật luôn. Mà chắc không sao, cô Chính cứ lạc quan lên đi. Ừ, Chính giờ cố tao đi chị thì tới nó tới chứ giờ cũng biết sao giờ nữa. Giờ giá cho có tiền nó vô thuốc, còn nếu mà không có thì nó vô thì nó sống thì nó lờn hơn chút, còn nếu có thuốc thì sống được xa một chút. Bữa nay con tới đây có một món quà của một mạnh thường quân, chú Nguyễn Trung Trực, chú gửi cho cô Chính số tiền là 100 đô rồi con đổi rồi cho cô Chính luôn rồi. Cô Chính cảm ơn con. Dạ. Gửi cho cô Chính cảm ơn nhiều. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm thấy cho cô Chính có điều kiện, cô Chính để đi yêu thú. Chính không còn không. Trực có gì mà ngắn thấy à. Dạ. Có gì con sẽ nhắn lại cái lời cảm ơn của cô Chính tới chú Nguyễn Trung Trực. Cảm ơn rất là nhiều. Tại vì gia đình nghèo quá, vì anh em cũng có giúp đỡ được gì nữa. Vì nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ cho cô có chút tiền đi vô thuốc. Cô cũng không biết nói gì hơn. Cô cảm ơn các mạnh thường quân đi trực khăn nhiều. Cảm ơn nhiều. Con rất là nhiều giúp đỡ cho cô. Cô rất cảm ơn cô mạnh khỏe và cô gái cho mấy đứa con làm ăn phát đạt. Dạ con cảm ơn cô Chính. Cô Chính đừng có buồn, cô Chính lạc quan lên để mình như vậy thì mình mới khỏe lên được. Chứ mình buồn là cái tinh thần nó buồn á, cái bị suy sụp luôn. Suy sụp lâu rồi. Suy sụp mấy đêm mấy tháng. Buồn không ai lo hết luôn. Khổ sao nằm. Lớp nó em đâu bậy nó khổ chứ làm khổ. Gắng lên nha cô Chính. Em xin cảm ơn con nghe đó. Dạ thôi con về. Cảm ơn nhiều.